Vâng, trận đấu quyết định 3 quả. Vâng, vâng. Hoàng Lâm đang mang trong mình cái máu lửa của cả đội và anh quyết tâm ăn trận này. Sau khi đã để thua Tú Mở một cách rất trong vánh, anh lần này sẽ là cơ hội để anh chuộc lỗi. Đấu với Phan Huy Hoàng. Phan Huy Hoàng đánh rất là kinh nghiệm và khôn khéo. Oh, rất xuất sắc. Vâng, khởi đầu rất tốt của Lâm Sung. Vâng, hơi cao, bị Hoàng giật mất bóng rồi. Phòng thủ tốt của Huy Hoàng. Còn trận đấu này thì là Hoàng có kinh nghiệm, lợi thế về giao bóng, xử lý bóng và chặn, cộng thêm là tay trái nữa. Vâng, trận rất tốt. Lâm đã phạm sai lầm rồi. Ngay lập tức là Hoàng đã đưa ra những cái điều chỉnh và làm cho giảm nhịp độ trận đấu của Lâm, không cho Lâm sung nữa. Và liên tiếp lại giành 3 điểm. Đưa tỷ số gần về hơn, mang 3-5. Vâng, rất khôn khéo, một quả mạnh, một quả xoáy, mất nhịp rồi. Hất khó chịu, hất thẳng vào sâu trái của Huy Hoàng. Đang đặt lên vai của hai đấu sĩ trong trận đấu này. Thật sự Huy Hoàng có bề dày kinh nghiệm thi đấu và cũng khéo léo, cao hơn Lâm. Anh cũng hơn khá nhiều tuổi. Xem là kinh nghiệm gặp với sức trẻ. Mét rồi. Ra rất là ngoằng. Nhìn bóng lượn như con rắn luôn. Đẩy bóng quá tốt của Huy Hoàng, xử lý thông minh. Huy Giao quá xoáy, là cái xoáy đấy sẽ là tự hại chính mình. Wow, ôi quá đáng tiếc, Huy Hoàng pha may mắn tưởng như là ăn rồi, nhưng mà cái pha kết thúc thì anh lại có một chút phân vân, quá đáng tiếc. Lâm đang vừa lên dẫn trước. Mất bóng luôn. Vâng, Huy Hoàng thể hiện phong độ đánh đơn tốt hơn hẳn so với đánh đôi. Đánh đôi chủ yếu là anh xử lý bóng, xử lý đỡ ra bóng, đặt bóng cho đồng đội kết. Nhưng mà lần này đánh đơn là anh sẽ phải chủ động tấn công nhiều hơn. Pha trả bóng rất hay. Tuy nhiên là hơi bị ăn xoáy. Nhiều số thuộc về Lâm. Rất căng thẳng. Quá xoáy.
Lâm lại ăn thêm một điểm nữa rồi và tỷ số đang bị giãn cách lên thành 2 điểm. Lợi thế thuộc về Lâm. Và Lâm lại sung rồi. Lâm sung thì Hoàng phải hãm lại. Quả ra bóng rất là kín, lắt léo của Huy Hoàng. Ăn điểm trực tiếp. Nhìn đối phương đứng để mà chọn ra bóng. Ngắn nặng. Ra lại. Chủ động ra vào bên phải của Lâm Trăng. Giật tốt. 9 điều nhưng Lâm đang có lợi thế ra bóng. Để xem là với khả năng bình tĩnh xử lý ra bóng của mình thì Huy Hoàng có ăn lại được 2 điểm này không. Tôi dự đoán sẽ là 10 điều. Quả ăn 10-10 rồi nhưng Huy Hoàng rất tỉnh táo, rất bình tĩnh. Anh giơ vợt ra đỡ và bàn và rất là nhẹ nhàng. Hoan hô Huy Hoàng. Khả năng phán đoán tuyệt vời. Xuất sắc. Một nỗ lực phòng thủ quá bền bỉ của Huy Hoàng. Anh giành 2 điểm số đầu tiên. Rất rất gọn gàng. Và đúng là thực sự kinh nghiệm vượt bậc luôn. Thiếu một chút nữa thôi. Lao ra góc trống rất nhanh. Vâng, Huy Hoàng đánh vẫn rất kinh nghiệm. Anh không chạy dồn dập la liệt như bọn trẻ, nhưng anh chọn bóng đánh rất là kỹ. Nhưng quả nào đánh là đánh chuẩn xác chết luôn. Hơi tiếc và nhịp hơi sớm. Nhấc lên thôi là đã đủ ăn rồi. Những pha tăng giảm nhịp rất là uyển chuyển, rất là thay đổi liên tục của Huy Hoàng, làm cho Lâm rối nhịp, bị loạn nhịp. Một pha may mắn giật đúng vào góc, giật đúng vào cạnh bàn. Đẳng cấp đấy, hảo chiêu. 5 điều rồi, rất là dễ dàng để mà tỷ số đều rồi, bây giờ sẽ rất là dễ dàng cho Huy Hoàng. Rất tốt, một điểm cho Lâm. Ừ.
ngoắc tay một cái, bóng xoáy lên lao thẳng vào bụng của Lâm, anh đã giật trái hỏng. Thắn nhau từng điểm quá. Đổi góc không thành, bóng rút, điểm cho Hoàng Lâm. Thế qua một pha giật lại bóng lại chạm đầu lưới bay ra ngoài rồi. Ơ thế là quá tốt. Huy Hoàng lại một lần nữa vươn lên dẫn trước. Nhất quyết là không để cho thằng cu này ăn được mình. Giá dơ hơn, kinh nghiệm hơn. Chấp ba quả làm thử thách và cùng thời là quả đấy bon không? Hình như không bon. Vậy là 8 đều. Di chuyển rất nhanh gọn, ngắn gọn của Huy Hoàng, giật hai quả thẳng vào trái của Lâm. Khả năng phòng thủ của bên trái của Lâm không tốt lắm và Huy Hoàng đã đục ngay vào điểm yếu đấy. Quá xuất sắc. Được rồi, vội quá. Và game point cho Huy Hoàng. Sơ hai thuộc về Huy Hoàng. Vâng, quay trận đấu không ạ? Để xem Lâm có thể làm gì để mà gỡ hòa được. Không được rồi, anh đã ôm đầu rồi. Giật ngay hỏng quả đầu và dành cho đối phương 1-3. Còn chấp 3 quả mà bị thua quả đầu thì coi như là 1-3 là gần như là đánh ngang rồi. Vớt vào thế là chết rồi, Hoàng hay lắm. Quá tốt. Giật trượt một tí nữa thôi là vào góc bàn rồi, để Lâm không thể nào mà có cơ hội được, mà tiếc là bóng đã ra ngoài. Không biết là huấn luyện viên đã hội ý gì. Quá phí, giật trượt. May mắn rồi, điểm số nữa dành cho Huy Hoàng. Vâng, đã kinh nghiệm lại còn may nữa. Vâng, pha phản công xuất sắc của Lâm.
bon à mép. Một điểm nữa dành cho Huy Hoàng. Mét rồi. Huy Hoàng là đội của Tú. Giật dọc biên quá tốt. Như vậy là trận bán kết đơn còn lại sắp sửa diễn ra giữa Tú Mẩu và Sơn Tẩy. Giờ mà Sơn Tẩy mà ăn Tú Mẩu thì hay đấy. Đồng đội là Sơn Tẩy đã ăn Tú Mẩu rồi. Bây giờ nếu như mà trận đơn này anh ăn tiếp nữa thì thật sự là địa chấn. Kịch bản tốt nhất là Sơn Tẩy có thể vào chung kết gặp Hoàng Max và anh ăn lại trận thua vừa rồi. Sơn Tẩy lên ngôi vô địch. Kịch bản lý tưởng. Hôm qua khéo. Khéo thích nhỉ. Ôi không được rồi, thiếu một chút nữa. Lâm tấn công quá dồn dập. Huy Hoàng đã có những pha cứu bóng rất khó. Tuy nhiên là Lâm đã nhanh nhẹn hơn, chuẩn xác hơn. Và set này thì Lâm đang dẫn 3 quả và trở lại như lợi thế lúc đầu set rồi. Chấp trước 3 quả. Huy Hoàng sẽ phải vất vả đây. Ui. Lâm bắt đầu giật chuẩn hơn rồi. Quả như là những cái sự hội ý là đã có tác dụng. Điểm nữa cho Huy Hoàng. Lại một điểm nữa cho Huy Hoàng. Chúng ta xem liệu anh có thể bền bỉ chắc chắn này và ăn lại được set này không. Đầu tiên là phải cân bằng tỷ số đã. Hất tốt, hất thẳng vào bụng của Lâm. Lâm bị giật mình rồi. Một điểm nữa cho Huy Hoàng. Vâng, rất gần đến với gỡ hòa rồi. Một điểm nữa thôi là sẽ gỡ hòa. Xuất sắc, Huy Hoàng xuất sắc. Sau một loạt cố gắng anh đã gỡ liền 4 điểm và đang cân bằng tỷ số 10 đều với Hoàng Lâm. Quá kinh nghiệm, lúc cần mạnh, lúc cần xoáy, lúc cần hiểm. Anh có hết lại còn có lợi thế tay trái nữa. Lấy bí rồi, vâng, anh ra một quả dao trái tay đây. Sẽ là một sự thay đổi bất ngờ đối với Lâm. Tốt, rất tốt.
Huy Hoàng giật rất tốt. Anh đã lúc điểm chốt thì anh đã ra bóng đơn giản để anh tấn công dồn dập. Vậy là Huy Hoàng đã giành lại game point từ Hoàng Lâm và bây giờ anh vừa có game point vừa có match point. Một điểm thôi là vào chung kết. Vâng, một điểm thôi anh sẽ đưa cả đội vào chung kết. Mạnh thế nhỉ? Xong rồi anh ra lấy mic xong. Vứt sang bàn bên kia. Xong, vậy là xin chúc mừng Huy Hoàng. Anh đã chiến đấu oanh liệt, anh đã đưa cả đội anh từ